Xin chào quý khách hàng, em là Kim Dầu, hiện tại em đang đứng ngay vòng xoay An Phú. Nơi này sắp tới sẽ triển khai xây cầu vượt ngay tại vòng xoay. Thì như quý khách hàng đã biết thì đầu năm 2020, Thuận An được chính thức lên thành phố. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với quý khách hàng một dự án nằm ngay trung tâm thành phố Thuận An với giá rất là ưu đãi 1 tỷ căn 2 phòng ngủ. Để biết được đó là dự án nào thì quý khách hàng vui lòng xem hết video này. Thì nếu như quý khách hàng thấy video hay thì quý khách hàng cho em xin một like và đăng ký kênh để biết được những thông tin mới nhất về các dự án của Unihome. Thì trước khi bật mí dự án này là dự án nào thì quý khách hàng hãy cùng Dầu đi vòng quanh dự án để xem được những tiện ích xung quanh nhé. Hiện tại em đang đi trên đường đại lộ DT743. Thì con đường này đang có quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe. Thì như quý khách hàng đã thấy thì hai bên đường cây xanh cũng dần vắng bóng đi và mặt bằng thì được giải phóng để phục vụ cho nhu cầu mở rộng đường. DT743 là con đường huyết mạch nối dài từ thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ 1A đến ngã tư Miếu Ông Cừu, Bình Dương. Dạo đang đứng ngay tại trung tâm thương mại Vincom. Đây là trung tâm thương mại lớn của Bình Dương. Chỉ cách dự án của mình tầm khoảng 3 phút đi xe, quý khách hàng có thể tận dụng được mọi tiện ích cũng như là mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí cùng với gia đình của mình. Hiện tại em đang đi trên quốc lộ 13, tuyến đường nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương, Bình Phước và kết nối với quốc lộ 14 đến các tỉnh Tây Nguyên. Thì như quý khách hàng có thể thấy là bên trái em đây là Lotte Mart, cách dự án mình chỉ 10 phút đi xe. Đây là khu công nghiệp V-Ship, là khu công nghiệp lớn nhất ở Bình Dương. Ở đây tập trung rất là nhiều chuyên gia, kỹ sư người nước ngoài sinh sống và làm việc ở đây, cho nên là nhu cầu nhà ở rất là cao. Quốc lộ 13 thì trong tương lai cũng sẽ được mở rộng. Thì hai bên đường có rất là nhiều nhà hàng, các showroom ô tô. Dĩ An có Vincom Plaza, thì Thuận An thì sẽ có Aeon Mall. Đây là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất ở Thuận An, là nơi vui chơi, giải trí, mua sắm tốt nhất ở khu vực. Thì đối diện Aeon Mall mình có sân golf sông bé, chỉ cách dự án của mình tầm khoảng 5 phút đi xe. Đây là đường 22 tháng 12, là tuyến đường nối quốc lộ 13 và vòng xoay An Phú. Nơi đây, khi nhắc đến chợ đêm thì hầu hết người dân đều nghĩ ngay đến là chợ đêm Hòa Lân. Thì việc giao thương ở đây rất là sôi động, cũng như là xung quanh có rất là nhiều trường học, bệnh viện Columbia, trường cao đẳng nghề Việt Sinh, cách dự án mình tầm khoảng 5 phút đi xe. Bây giờ Dầu sẽ phỏng vấn một người dân ở đây xem cảm nhận của họ như thế nào khi mà sống và làm việc tại Thuận An, Bình Dương nha. Dạ chơi, chị cho em hỏi là chị sống và làm việc ở đây được bao lâu rồi ạ? Được một năm rồi. Vậy chị cho em hỏi là tại sao mình lại chọn ở Thuận An, Bình Dương mà không phải là một khu vực khác? Ở đây nó đông vui, với lại nó tiện nghi với mình, với kinh doanh nó cũng ổn định nữa. Dạ chị cho em hỏi là nếu như mà ở thị trường Bình Dương, ở khu vực này á, mà có dự án căn hộ 1 tỷ 2 phòng ngủ thì chị có muốn sở hữu căn hộ này không ạ? Nếu có điều kiện có ấy thì mình sẽ mua một căn gì đó mình ở, nên là ở đây cũng rất là tiện, tiện này kia đồ, gần với Sài Gòn, với mình nằm cái khu này là rất là đẹp. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Và đây Dầu đang đứng ngay tại dự án ngay mặt tiền DT743 và gần với vòng xoay An Phú. Dự án được chủ đầu tư xây dựng với thiết kế hiện đại, với hai tầng thương mại cùng với nhiều tiện ích nội khu. Chỉ với 1 tỷ, quý khách hàng có thể đầu tư cũng như là sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ ngay tại trung tâm thành phố với nhiều tiện ích. Quý khách hàng quan tâm và muốn biết thêm về thông tin dự án, vui lòng liên hệ đến số hotline bên dưới. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật được những thông tin mới nhất về dự án nhé. Và bây giờ, Dầu xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo ạ.